và sự ủng hộ, quan tâm, hợp tác, đồng hành gắn bó và tin tưởng kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cùng với xu thế phát triển chung của lĩnh vực thông tin, kênh chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình và tích cực của các bạn và quý khách hàng, quý đối tác để có thể cùng nhau phát triển bền lâu và vững mạnh. Một lần nữa thay mặt ban quản trị xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc tới các bạn xem video và quý khách hàng. Mong các bạn hãy đăng ký kênh và like video nhé, rồi bấm vào cái chuông để luôn nhận thông báo về các video mới nhất.